Một mũ đầm với tông màu sắc là tông màu đỏ mà TTV muốn mang đến cho mình đây ạ. Với thiết kế cho mình là phong dáng xòe nhẹ nhàng nè. Đặc biệt cho mình với tông màu đỏ như vậy thì Duy nghĩ là các chị em nhà mình có thể sử dụng đi lễ lộc năm nay nha. Vừa sang vừa đẹp và đặc biệt cho mình nữa là chất liệu vải là vải lụa Pháp cao cấp cho mình. Với em này độ co giãn có nè, độ mềm mại, độ thước tha và độ sang trọng cực kỳ là nhiều luôn. Nếu mà chị nào mà đang tìm kiếm một cái em đầm để mà sử dụng ví dụ như là đi Tết năm nay nha, thì em nghĩ là các chị và mình có thể sử dụng em này luôn. Vừa sang trọng mà vừa lịch sự nữa. Mẫu này thì các chị thấy là cái phần cổ nha, bên em sẽ làm cho mình là cái phần cổ lạ mắt hơn rất là nhiều. Bảo đảm là sẽ chưa bao giờ đụng hàng với bất kỳ chỗ nào nha. Em này cho mình là phần cổ gợn sóng nước rất là sang. Và nó hơi sẽ gọi là hơi tim bầu một xíu nha cả nhà. Em này thì vẫn làm cho mình là thiết kế là vải nhẹ nhàng và cái vải lụa này của mình là không cần lấp lót trong nha. Nhưng mà vải lên form rất là dày dặn luôn. Mẫu này phần tay của mình sẽ được đính kìm ngọc trai cũng như là phần tay ngắn vừa phải giúp cho chị em nhà mình che toàn bộ khuyết điểm tay luôn. Mẫu này thì cái phần trúc ngực của nhà mình nha, thì bên em sẽ làm cho mình là phần kèm đính ngọc trai chạy viền từ trên cổ đến phần dưới eo bụng của mình và có làm rãy eo cho mình để nhấn nhá thêm cái phần đầm cho sang trọng hơn. Mẫu này thì TTV vẫn lựa chọn là có túi xuồng hai bên nha, để các chị nhà mình tha hồ là để tiền cũng như là sử dụng hai bên túi. Mẫu này thì hiện tại là có đầy đủ các size số luôn, từ size S đến tầm cho mình là size 3XL. Nếu mà chị nào mình có cơ hội cũng như là mình gần các cơ sở của nhà em Duyên thì mình có thể là ghé tại 3 chi nhánh nha. Chi nhánh đầu tiên sẽ là 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2 là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và cơ sở 3 của nhà mình sẽ là 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho mình nha các chị. Hoặc các chị hãy đặt hàng trực tiếp tại video ngày hôm nay để được các bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn về size số, đặc biệt là mình được giảm giá trên video nha, và được miễn ship cũng như là kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền cho em Duyên mọi người nhé. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng.